Như tất cả chúng ta đã biết, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bổ nhiệm huấn luyện viên Good Hiddink về dẫn dắt đội tuyển U21 quốc gia. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hà Lan là thi đấu vòng loại U23 châu Á năm 2019 và mục tiêu chính là đoạt quyền dự Olympic Tokyo năm 2020. Tại chiến dịch U23 châu Á năm 2019, huấn luyện viên Hiddink dẫn dắt tuyển trẻ Trung Quốc và hoàn toàn có thể đụng độ U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là một trong những kịch bản vô cùng hấp dẫn và báo chí Trung Quốc thậm chí còn tỏ ra khá lo ngại về điều này. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Good Hiddink ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Hai người đã phối hợp rất tốt giúp cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào top 4 World Cup năm 2002. Mới đây, chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói về viễn cảnh gặp lại người thầy cũ, đó chính là huấn luyện viên Good Hiddink tại giải U23 châu Á. Ông chia sẻ, ông Hiddink có tầm ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cầm quân của tôi luôn đánh giá cao huấn luyện viên Hiddink. Thế nhưng tôi là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, bởi vậy tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng nếu gặp ông và tuyển trẻ Trung Quốc. Không chỉ có khả năng gặp Trung Quốc, U23 Việt Nam cũng có thể gặp Hàn Quốc tại giải trẻ châu Á sắp tới. Nói về kịch bản này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, quê hương tôi là Hàn Quốc nhưng tôi đang làm việc tại Việt Nam. Vì vậy nếu gặp Hàn Quốc một lần nữa, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để kết quả tốt hơn trận đấu mới đây tại ASEAN năm 2018. Nói về chiến dịch AFF Cup năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, chúng tôi đang có những bước chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ có thêm những bài học, ý tưởng mới ở những trận đấu thử nghiệm sắp tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sport 18. Các bạn đừng quên để lại những comment, like và share để cho mọi người cùng xem. Và nhớ nút đăng ký để ủng hộ cho những người làm chương trình.